Hôm nay mình sẽ mở hộp cái mẫu iPhone XS Max đầu tiên tại Việt Nam. Thì cái hộp đựng máy chúng ta có thể thấy nó có cái logo của cái mẫu model iPhone mới nhất. Đây là một cái phiên bản 256GB được nhập về từ Singapore bởi cửa hàng Broshop ở Lê Hồng Phong. Thì chúng ta có thể thấy là vào bên trong thì có cái hộp đựng phụ kiện, sách hướng dẫn rất là quen thuộc. Thì cái bản ở sinh sẽ có cái cây chọc SIM, cái logo Apple và cái sách hướng dẫn. Ở phía dưới là máy, thì cái phiên bản iPhone XS Max mới này có thêm một cái màu vàng đồng khá là đẹp mắt. Và chúng ta sẽ có cái là củ sạc 3 chấu của Singapore. Thì trên cái phiên bản iPhone XS Max và XS mới, Apple không còn cái jack chuyển tai nghe 3.5 mà sử dụng thẳng cái tai nghe có cái jack Lightning và cái cáp Lightning sạc kèm theo. Cái model XS Plus này đã được ATTi thì đầu tiên chúng ta thấy là máy có màn hình rất là lớn. Kích thước của máy là tương đương với cái iPhone 8 hoặc iPhone 7 Plus. Lúc đầu thì mình nghĩ cái model này nó khá là nặng, tuy nhiên thực tế cầm trên thì nó cũng không có quá nặng. Nhưng mà nó hơi lớn, với một cái người tay nhỏ thì việc vuốt từ cạnh dưới lên của Apple thì nó hơi khó một tí. Màn hình của máy có độ sáng tốt thì cái màn hình này nó hơi ám vàng một chút. Ở bên cái về thiết kế thì cái màu sắc của máy, cái màu đồng này nó khá là đẹp, tuy nhiên rất là dễ bám vân tay ở cả mặt trước và mặt sau. Phía sau máy chúng ta có thể thấy là camera vẫn là dạng camera kép quen thuộc với thiết kế tương tự như iPhone X, không khác gì cả. Phía dưới thì chúng ta mới thấy cái điểm đổi mới là Apple không có làm cái cụm mic và loa nó đồng đều với nhau nữa, mà cái cụm mic chỉ còn 4 lỗ và cụm loa thì tăng lên là 7 lỗ. Ở phía trên chúng ta cũng thấy một điểm khác biệt là nó có thêm một cái cạnh anten nữa. Ở trên cái phiên bản X đời trước thì nó không có cái cạnh anten này. Và khi vào phần setting thì chúng ta có thể thấy là Apple nó cho thêm một cái email thứ hai của cái sim thứ hai, đây là cái phi sim eSIM. Chúng ta vẫn chưa thể sử dụng được cái eSIM này ở Việt Nam. Về camera thì nó cái điều khiển thì nó vẫn như trước, nhưng mà khi chúng ta chụp cái ở chế độ chân dung và vào chỉnh sửa thì chúng ta có thể điều chỉnh cái khẩu độ được để xóa phông rất là nhanh và hiệu quả. iPhone XS Max đầu tiên về Việt Nam và được ATTi này thì nó vẫn chưa có giá bán. Tuy nhiên một số cửa hàng ngoài thì vẫn vừa đăng với cái giá rất là khủng khiếp, đó là 79 triệu đồng lận. Có lẽ ngày mai khi mà hàng về nhiều hơn thì các bạn sẽ có được cái mức giá tốt hơn cho cái sản phẩm này.